Xin chào các bạn. Những con gà dễ thương này ăn gì vậy nhỉ? Đang từ số lượng hàng trăm con đang đi tìm kiếm thức ăn. Gấu trúc đang ăn một cách ngon lành. Còn con sóc này đang ăn bánh mì kìa. Thú vị thật. Các bạn có tò mò các loài động vật xung quanh chúng ta ăn gì không? Mỗi loài động vật sẽ có một loại thức ăn khác nhau. Có loài động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt các động vật khác, hoặc những loài ăn tạp, có thể ăn hầu hết các thứ chúng tìm thấy. Video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thức ăn của một vài loài động vật nông trại, động vật quen thuộc các bạn nhé. Con vịt. Vịt là một loài chim nước. Môi trường sống của chúng gắn liền với sông, đầm, hồ. Vịt thường bơi trên mặt nước. Chúng cũng có thể lặn xuống nước để tìm thức ăn. Nguồn thức ăn trong tự nhiên của vịt là các động vật nhỏ như tôm, cua, cá nhỏ, ốc, động vật lưỡng cư, thực vật thủy sinh, côn trùng. Con voi. Con vật khổng lồ này ăn gì nhỉ? Voi là loài ăn cỏ. Thức ăn của chúng là cỏ, lá cây, củ, quả. Để duy trì cơ thể khổng lồ của chúng, voi đòi hỏi một lượng thức ăn từ 150 đến 300 kg mỗi ngày.
lượng nước chúng tiêu thụ cũng không kém, từ 160 đến 300 lít. Chim cánh cụt. Cùng đến với Nam Cực, với loài chim không biết bay, chim cánh cụt có lớp mỡ dày, lông rộng giúp chúng chống lại cái lạnh. Chim cánh cụt là một thợ lặn chuyên nghiệp. Thức ăn của chim cánh cụt bao gồm các loại nhuyễn thể, cá nhỏ, mực, động vật giáp xác và các sinh vật biển. Chúng bắt được trong quá trình bơi lội xuống nước. Con ngựa. Đây là một trong những loài vật quen thuộc và quan trọng của con người. Chúng có thể sử dụng để vận chuyển hàng hóa, tham gia các hoạt động thể thao, phục vụ trong quân đội và chiến tranh, và là nguồn thực phẩm và dinh dưỡng. Thức ăn của ngựa chủ yếu là cỏ, đôi khi là lá cây, quả, vỏ cây. Ngựa thường được chăn thả trên các đồng cỏ. Hoạt động ăn của chúng diễn ra cả ngày. Con dê. Dê là loài động vật ăn tạp, phàm ăn và sức đề kháng khả năng sinh sản tốt. Thức ăn của dê có thể là cỏ, lá cây, củ, quả và các loại ngũ cốc. Thưa cao cổ. Cao cổ cũng là một loài ăn thực vật. Thức ăn là cỏ và lá cây. Với chiếc cổ cao nhất thế giới, thức ăn của chúng là các lá cây ở trên cao mà các động vật khác không với tới được. Thưa cao cổ cũng là động vật nhai lại. Mỗi ngày chúng tiêu thụ khoảng 30 đến 40kg thức ăn. Hey.